Chào mừng anh em đã quay trở lại với săn sale và đánh giá. Anh em nhìn đi, một dàn gaming phone. Đây là những chiếc máy gaming phone mình trải nghiệm để đánh giá cho các bạn. Bên tay trái đầu tiên của mình là Redmi K50 Gaming. Đây, màu trắng tinh khôi như thế này là Black Shark 5. Màu giữa, màu xanh ngọn chuối, Black Shark 5 LS, một chiếc máy chơi game cực kỳ nóng. Còn cái màu tiếp theo đây chính là Red Magic 7S. Còn đây, một gaming phone cũng được rất nhiều anh em thích là ROG Phone 6. Đây là 5 máy gaming phone sẽ trải dài phân khúc tầm khoảng 8 triệu 6 đến tầm khoảng 17 triệu. Và trong video này cùng mình nhìn lại nhanh từng yếu tố một về màn hình đến hiệu năng rồi là pin, mọi thứ trên 5 chiếc máy mình đang có ở bàn đây nhá. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Về thiết kế, do đây là gaming phone mà các bạn thì đều sẽ có những cái đường nét nó đặc trưng của gaming phone. Ví dụ đơn giản nhất là Redmi K50 Gaming, chúng ta chỉ có một thiết kế mặt lưng nó đơn giản thôi, không cầu kỳ giống như kiểu là ROG Phone 6. Và Redmi K50 Gaming là chiếc máy mình thấy có cái độ dày chỉ là 8,5mm. Tiếp theo đến Red Magic 7S, cái độ dày cũng chỉ là 9,5 thôi. Red Magic 7S là một chiếc gaming phone, nó hài hòa cái yếu tố về thiết kế này, về khả năng cầm nắm. Redmi K50 Gaming, Black Shark 5 và Black Shark 5 LS sẽ có cái nút trigger vật lý ở bên tay trái như các bạn đã nhìn. Còn khi các bạn nhở màn hình lên thì nó sẽ nằm bên tay phải nhá. Mình đang test thử cái loa khá to đấy. Đây, các bạn chỉ cần gạt lên thôi, ấn giữ. Đó, sẽ vào cái chế độ Game Space của máy. Còn riêng với Red Magic 7S và ROG Phone 6 sẽ có nút trigger cảm ứng các bạn nhé. Mình thích cái nút trigger cảm ứng trên Red Magic 7S hơn. Cụm camera mỗi ông mỗi ngả, K50 Gaming thì dọc xuống, kiểu Black Shark 5 RS thì nó ngang như này. Nó giống thiết kế của Black Shark 4 Pro. Nói chung là thiết kế như này tùy theo sở thích từng bạn nhé. Các bạn thấy con chip được trải dài từng phân khúc một nha. Vậy thì ưu nhược điểm của từng máy khi chơi game là gì? Đầu tiên với Redmi K50 Gaming, chúng ta có một chip cực kỳ mạnh Snapdragon 8 Gen 1, nhưng mà nó không được tối ưu tốt. Khi các bạn chơi game toàn bị lock FPS thôi, kể cả các bạn có app ROM khác thì vẫn thế, không thể cải thiện nổi. Còn đây, Black Shark 5, một chiếc máy gaming phone khá là ổn áp chạy Snapdragon 870. Black Shark 5 mình nhớ cho cái phiên bản thấp nhất 8128 là 9 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một cái hiệu năng nó khá là ổn nếu các bạn xác định chơi game nó cũng không phải là quá lâu dài, 4 hay 5 năm, tầm khoảng 3 năm đổ lại thì hợp lý nhá. Khi mà chơi game, FPS chơi game cũng rất là ok nha. Đấy là ưu điểm, còn nhược điểm là gì? Các bạn chỉ nên chơi những cái game nó vừa phải thôi, như kiểu là PUBG, game MOBA, các thứ game nhẹ nhẹ. Còn game nặng kiểu Genshin chẳng hạn, các bạn có chơi thì chơi ở mức vừa phải, chứ không thể nào mà chơi ở mức cực cao được, bởi vì là Snapdragon 870 nó không phải là một chip quá mạnh nữa rồi. Tiếp theo, Black Shark 5 RS, đây là một chip Snapdragon 888 cộng mạnh, phải nói là rất là mạnh nha. Ưu điểm của Black Shark 5 RS là các bạn có thể là chơi các game max setting vẫn rất ok. Nhưng mà nhược điểm là gì? Nhiệt độ chơi game rất là nóng, các bạn lưu ý cho mình. Tiếp theo, Red Magic 7S, đây là một chip mà mình thấy rất là tuyệt vời, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Trải qua rất nhiều bài test bọn mình có hành hạ chiếc máy này, cái trải nghiệm nó mang lại vẫn rất là ngon nhá. Từ việc các bạn chơi game có bật quạt đến việc các bạn chơi game không bật quạt thì nhiệt độ nó vẫn ổn áp nhất trong 5 máy này. Trong 4 máy khác thì không có đâu. Riêng Red Magic 7S nó sẽ có quạt tản nhiệt giúp cho cái việc tản nhiệt ra ngoài nó sẽ nhanh hơn. Và đó là một trong cái nguyên nhân giúp cho cái việc nhiệt độ ở trên Red Magic 7S nó tốt như vậy. Các bạn chơi game Genshin Impact Max Setting mà bật thêm quạt thì cứ phà phà, 1 tiếng 2 tiếng không phải lo nha. Về nhược điểm ở cái phần hiệu năng này thì mình chưa có tìm được cái điểm yếu nào mà Red Magic 7S nó gặp phải cả, nó vẫn rất ngon. Với lại ROG Phone 6, đây, cái điểm số AnTuTu cực kỳ cao, cao nhất trong 5 con đúng không? ROG Phone 6 khi các bạn chơi game thì vẫn ngon, về nhiệt độ thì nóng hơn Red Magic 7S khá là nhiều nhá. Tuy nhiên, để chiến game thẳng tưng giống kiểu Red Magic 7S thì vẫn chưa làm được. Trong khi đó nhá, cái giá tiền cho cái phiên bản 12128 của ROG Phone 6 mình nhớ là tầm khoảng 17 triệu. Còn với Red Magic 7S, cái phiên bản 8128 nó đâu đó khoảng 14,5 triệu. Thì các bạn có thể cân nhắc cái phiên bản 128 cũng hợp lý rồi. Cả 5 máy này đều sử dụng chuẩn UFS 3.1 các bạn nhé. Do đây là gaming phone nên là mình sẽ đánh giá nhanh về camera nhé. Chỉ có ROG Phone 6 là có cam chính 50MP. Còn lại 4 máy này đều có cam chính là 64MP hết. Về chất lượng cam chính các bạn có thể nhìn đặc trưng của Xiaomi, nó kiểu vàng vàng, hơi hơi vàng vàng một tí này. Với Redmi K50 Gaming, màu rất là tối, đặc biệt cái vùng da này, nó không được đẹp các bạn, nó thực quá. Đây, các bạn thấy không? Còn với lại Black Shark 5 thì sao? Nó cũng tương tự giống kiểu Black Shark 5 LS thôi, màu nó hơi hơi sáng hơn một tí. Còn đây, hai chiếc máy đắt tiền nhất của chúng ta, mình thấy cái độ trung thực nhất nhá thì Red Magic 7S nó ổn hơn so với lại ROG Phone 6. Với Redmi K50 Gaming và Black Shark 5 LS sẽ có camera trước có độ phân giải là 20MP. Black Shark 5 là 16MP, ROG Phone 6
là 12, còn với lại Red Magic BS là 8, y hệt. Đây, ôi dồi ôi, mặt đỏ như kiểu say rượu ạ. Đây là hai chiếc máy Black Shark 5 và Black Shark 5 LS nha. Còn đây, Red Magic BS, chúng ta một cái ảnh nó kiểu ảo rượu ấy. Nhìn nó kiểu không được đẹp mắt cho lắm. Thì hai chiếc máy này, Rog Phone 6 và Canon Megaming, thì mình thấy về chất lượng ảnh hai máy này thì nó gần ngang nhau. Mình thích cái chất lượng selfie ở trên Canon Megaming nhất nhá. Về phần âm thanh, đây là cái phần ám ảnh với mình trong năm máy này. Bởi vì sao? Khi mình mở nhạc ấy, nhiều khi mình nghe kiểu cái loa nào cũng loa nào, nhưng thực tế thì không. Các bạn chịu khó nghe cái ảnh, cái âm thanh nhá, nó không được trùng nhau đâu, hơi lệch nhau một tí. Chịu khó nhá. Mình vào cái đoạn bass luôn. Đây là Redmi Canon Megaming chuyển sang Black Shark 5. Bên này ấm hơn này. Rồi, sang Black Shark 5 LS. Ui giời, loa chất lượng chưa? Ok, cái loa trên Black Shark LS nó to hơn và ấm hơn hai máy này nha, Canon Megaming và Black Shark 5. Thế thì còn loa ở trên Red Magic 7S thì sao? Hết cỡ rồi đây. Loa cũng to nhưng mình cảm giác nghe nhá, nó không to bằng loa ở trên Black Shark 5S đâu. Black Shark 5S nó to nhiều. Đây, trùng cuối cùng, Rog Phone 6. Sao mình cảm giác nghe loa ở trên Red Magic 7S to hơn nhỉ? Ok, về chất lượng loa này, mình nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Loa to nhất và ok nhất là Black Shark 5S, sau đó đến Red Magic 7S. Cái thứ ba là Rog Phone 6, thứ tư là Black Shark 5, cuối cùng là Redmi Canon Megaming. Dung lượng pin khủng bố nhất vẫn là Rog Phone 6 các bạn ạ. Ở Rog Phone 6 sẽ có dung lượng pin lên đến 6000 mAh, dã man, và nó sẽ đi kèm với công suất sạc là 67W. Trong khi đó Red Magic BS phải gọi Rog Phone 6 bằng anh luôn, tại vì dung lượng pin chỉ là 4500 mAh và đi kèm với cái công suất sạc là 120W. Tuy nhiên nhá, nhà sản xuất sẽ tặng cho bạn một cái củ sạc công suất cực lớn là 165W. Tất nhiên cái việc dung lượng pin thấp đi kèm công suất sạc lớn thì cái thời gian sạc sẽ nhanh hơn thôi, đâu đó khoảng là 20 phút đổ lại thôi, không cao hơn đâu. Dung lượng pin trên Black Shark 5S nó cũng là 4500 mAh, giống với Red Magic 7S, và cũng có công suất sạc là 120W luôn. Với Black Shark 5 sẽ có dung lượng pin là 4650 mAh và đi kèm với cái củ sạc là 120W. Nó không khác gì so với lại Black Shark 5S cả. Còn với Redmi Canon Megaming, cái dung lượng pin nó nhỉnh hơn một tí nữa là 4700 mAh, cái công suất sạc đi kèm cũng là 120W nha. Về màn hình, mình sẽ so sánh hai chiếc máy phân khúc gần ngang nhau. Ở bên tay trái của mình là Red Magic 7S, còn bên tay phải là Rog Phone 6. Mặc dù các bạn có thể thấy hai máy này đều sử dụng cả tấm nền AMOLED, tần số quét là 165Hz và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đấy, các bạn có thể thấy cái màu sắc ở trên Red Magic 7S nó thư hơn khá là nhiều so với Rog Phone 6. Kích thước màn hình trên Red Magic 7S là 6.8 inch, to hơn một chút xíu so với Rog Phone 6 là 6.78 inch. Thực sự mình thích cái màu sắc ở trên Red Magic 7S hơn, nó tươi hơn nhiều. Còn đây là về chất lượng hình ảnh ba chiếc máy gần ngang nhau, Redmi Canon Megaming, Black Shark 5 và Black Shark 5 LS. Black Shark 5 sẽ sử dụng tấm nền E4 AMOLED 6.67 inch, tần số quét lên đến 144Hz luôn nha, có tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 720Hz và có cả chế độ cảm ứng lực dành cho game thủ nữa. Với Black Shark 5 LS cũng sẽ có tần số quét là 144Hz, sử dụng tấm nền AMOLED. Kích thước màn hình cũng là 6.67 inch, không khác gì Black Shark 5 cả. Redmi Canon Megaming thì ngược lại, sẽ có tấm nền là OLED nha, chứ không phải là AMOLED, và kích thước màn hình là 6.6 inch, tần số quét chỉ là 120Hz thôi, chứ không phải là 144Hz giống Black Shark 5 hay là Black Shark 5 LS. Về chất lượng màu ở trên ba máy này thì mình thích nhất ở trên Black Shark 5 LS.
Vừa rồi là video mình có nói nhanh từng yếu tố một ở trên 5 chiếc máy gaming phone mình đang có trên bàn đây. À quên mất, nhân tiện mình chưa có nói với các bạn về cái mặt lưng kính ở trên máy này nhá. Redmi K50 Gaming và ROG Phone 6S là hai chiếc máy dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay nhất và các bạn dễ dàng nhận ra. Còn ba chiếc máy này mặc dù có để lại mồ hôi và dấu vân tay nha, nhưng mà các bạn sẽ khó nhìn hơn. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để bọn mình đưa ra thật nhiều cái video hay và thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Anh em muốn mình làm thêm dàn máy như thế nào để lại comment bên dưới nhé.